Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. MBA là gì? MBA, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, là bằng cấp được quốc tế công nhận trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng kinh doanh và quản lý cần thiết. Giá trị của tấm bằng thạc sĩ MBA không chỉ gói gọn trong thế giới kinh doanh mà còn có ích cho những ai đang theo đuổi sự nghiệp lãnh đạo. Trong mọi lĩnh vực ngành nghề, ngay cả trong chính trị, hầu hết các chương trình MBA đều có những môn học cốt lõi như kế toán, kinh tế học, marketing, điều hành cũng như các khóa học tự chọn cho phép học viên theo đuổi đam mê hay mục đích học tập riêng. Một số học viện yêu cầu ứng viên MBA phải hoàn thành một chương trình thực tập tại công ty, tổ chức nơi có thể là bệ phóng cho những cơ hội nghề nghiệp của bạn ngay sau khi vừa kết thúc chương trình. Yêu cầu đầu vào phổ biến đối với người học MBA, những học viện đào tạo kinh doanh chất lượng yêu cầu ứng viên phải có ít nhất vài năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trước khi bắt đầu học MBA. Ứng viên cũng sẽ được yêu cầu nộp lại chứng chỉ GMAT, kỳ thi đánh giá tiêu chuẩn trình độ và khả năng của sinh viên nộp đơn vào chương trình học cao cấp về kinh doanh và quản trị Management, hoặc chứng chỉ GRE kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học, hoặc các bài luận học thuật thư giới thiệu và bài luận về mục tiêu tham gia chương trình để phản ánh lý do vì sao bạn muốn học MBA. Những người không có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh thường được yêu cầu thêm một số kỹ năng tiếng Anh tương đối như bằng TOEFL hoặc IELTS hay các bằng cấp tương tự. Những chương trình MBA khác, MBA hiện nay là bằng cấp chuyên nghiệp về kinh doanh phổ biến nhất thế giới. Ngày nay, có hơn 2.500 chương trình MBA được tổ chức giảng dạy trên toàn thế giới và đa phần đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Được giới thiệu lần đầu tiên tại các trường đại học ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20, MBA đã phát triển không ngừng để đáp ứng những nhu cầu của thời đại ngày nay. Mặc dù chương trình MBA truyền thống kéo dài trong 2 năm là mô hình vẫn đang rất phổ biến. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Nhất là ở Mỹ, hiện nay các chương trình MBA trong vòng một năm cũng bắt đầu trở nên thu hút hơn. MBA tổng quát hay MBA truyền thống sẽ đem lại cho người học chương trình học đa dạng với tư duy về quản lý cũng như sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh một cách khái quát, mang tính định hướng và toàn diện. Một số môn học điển hình của MBA tổng quát là phân tích định lượng, kinh tế, tiếp thị, hành vi, tổ chức, kế toán. MBA chuyên ngành sẽ có một số điểm khác biệt hơn. Loại MBA này đi sâu vào từng lĩnh vực hay ngành cụ thể. Chẳng hạn, thạc sĩ chuyên ngành Marketing sẽ đem đến khối kiến thức phù hợp và chuyên sâu nhất cho lĩnh vực Marketing. Hiện có rất nhiều chuyên ngành đào tạo MBA như Tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Marketing, Quản trị chiến lược, Quản lý dự án, Thương mại quốc tế. Ngoài ra, EMBA, Thạc sĩ điều hành cấp cao cũng là nhóm chương trình bán thời gian part-time nhắm đến các đối tượng là chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm ở cấp quản lý, lãnh đạo hơn những ứng viên MBA. Chương trình Executive MBA dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo có nhu cầu tìm kiếm những tư duy hay tầm nhìn mới hơn theo góc nhìn chuyên gia về kinh doanh. Ở EMBA, các học viên còn có thể tìm thấy mạng lưới kết nối mới giữa những người lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Các hình thức học MBA, nếu xét về hình thức học MBA có thể chia thành MBA toàn thời gian full time, bán thời gian part time và MBA trực tuyến online. Nhiều hình thức học tập cũng như giảng dạy MBA ra đời giúp những đối tượng học viên có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này có thể đạt được bằng cấp MBA phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Đối với chương trình học MBA toàn thời gian, học viên thường là những người có nhu cầu chuyển ngành hoàn toàn. Lịch học yêu cầu sự tập trung 100% từ học viên để hoàn thành khóa học trong vòng 1 năm, 2 năm. Theo nhiều nhận định, học viên của chương trình MBA bán thời gian part-time thường là những người có nhu cầu thăng tiến trong công việc hiện tại. Họ muốn bổ sung kiến thức để ứng dụng được ngay vào công việc của họ. Chương trình học bán thời gian part-time và chương trình học online cũng được giảng dạy rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của những học viên vốn là những chuyên gia chưa sẵn sàng hay gặp khó khăn khi phải sắp xếp công việc trong 1-2 năm để hoàn thành MBA toàn thời gian full-time. Ngoài ra, mức chi phí cho từng chương trình cũng có sự chênh lệch tương xứng với ngân sách của học viên. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.